tình trạng sinh viên thất nghiệp hiện nay đang diễn ra rất là nhiều và khiến cho các em học sinh trung học phổ thông quốc gia tới đây rất hoang mang. Vậy ông có thể cho biết đâu là nguyên nhân khiến cho tình trạng sinh viên thất nghiệp hiện nay diễn ra? Vâng, với xin chào các quý vị. Với cái bối cảnh hiện nay thì nền kinh tế của chúng ta đang chuyển dịch từ nền kinh tế nhà nước sang nền kinh tế tư nhân. Và cụ thể nhất là năm 2017 và năm 2018 thì chính phủ lấy những cái năm này là năm bản lề để quốc gia khởi nghiệp. Và số lượng doanh nghiệp tư nhân sẽ tăng lên chóng mặt, và biểu hiện lớn nhất là những năm 2010 thì cứ 10 người đi làm việc thì có tới 4-5 người sẽ làm việc cho cơ quan nhà nước. Nhưng đến thời điểm hiện tại, 10 người làm việc thì chỉ có 1 người làm việc trong cơ quan nhà nước. Và trong vòng 5-7 năm nữa thì số lượng này, tỷ lệ này còn giảm nữa. Vậy thì bây giờ bản chất sinh viên ra trường là làm việc cho môi trường tư nhân. Và như các anh chị biết thì bản chất của môi trường tư nhân thì cuối cùng họ lấy các anh chị vào để làm được công việc, để hoàn thành được các mục tiêu mà doanh nghiệp giao cho. Thì đó là cái việc nó chuyển dịch hẳn giữa triết lý đi làm của môi trường nhà nước và môi trường tư nhân. Môi trường nhà nước thì rất cần bằng cấp. Bạn bằng cấp càng cao thì lương của bạn càng cao. Nhưng môi trường của tư nhân thì là năng lực của bạn càng tốt thì lương của bạn tốt. Và cái bằng nó chỉ là một cái thứ yếu, nó là trang điểm cho cuộc sống mà thôi. Và năng lực nó mới là giá trị cốt lõi để tạo ra cái giá trị mà doanh nghiệp sẵn sàng nhận bạn vào làm và trả cho bạn mức thù lao tốt nhất. Đó là lý do sự chuyển dịch đó mà các bạn sinh viên không kịp thích ứng trong sự chuyển dịch đó. Và thậm chí là ở đâu đó rất nhiều trường đại học cũng chưa kịp thích ứng để thay đổi chương trình đào tạo, để chuyển dịch theo cái nhu cầu của doanh nghiệp tư nhân. Và vì vậy khiến cho sinh viên theo học những cái chương trình cũ bị thất nghiệp. Và đặc biệt họ làm việc thụ động trong cái môi trường của tư nhân cho nên bị thất nghiệp. Đó là những cái nguyên nhân chính dành cho sinh viên mà các bạn ấy bị thất nghiệp. Với những cái lý do mà ông đưa trên thì ông có thể đưa ra những cái giải pháp để tránh cái tình trạng đó được không ạ? Vâng, thế thì một giải pháp nó rất là đơn giản thôi. Bây giờ khi mà làm việc cho nhà nước thì cần bằng cấp, làm việc cho tư nhân thì chúng ta cần năng lực cốt lõi. Vậy thì chúng ta phải bàn đến đầu tiên là doanh nghiệp tư nhân họ cần năng lực cốt lõi. Và chúng ta bàn đến năng lực cốt lõi ở đây là gì? Năng lực cốt lõi ở đây cái đầu tiên đó là về việc kỷ luật bản thân. Tức là bạn phải làm được cái việc mà đi làm đúng giờ, về đúng giờ. Chỉ có thể về muộn đi sớm chứ không thể nói là đi muộn về sớm được. Cái câu chuyện thứ hai là trong giờ làm việc là bạn phải có đủ các kỹ năng để làm việc. Tức là nhiệt tâm, sức khỏe phải là tốt. Vậy cho nên đòi hỏi tính kỷ luật bản thân rất là cao. Cái câu chuyện thứ ba là các bạn ấy phải đảm bảo được cái việc mà đi làm đủ ngày công trên tháng, chứ không có cái chuyện nghỉ một cách tùy tiện như cái thời đi học được. Cho nên đó là những cái nguyên nhân tôi gọi là kỷ luật bản thân, năng lực cốt lõi đầu tiên. Năng lực cốt lõi thứ hai tôi gọi là năng lực cốt lõi để hỗ trợ trong quá trình làm việc, đó là lĩnh vực công nghệ thông tin. Như là họ phải làm được Word, Excel, PowerPoint, rồi là làm được những video clip, những cái thứ mà tôi gọi là năng lực căn bản nhất về công nghệ thông tin là họ phải làm được, để giúp cho họ có thể làm được các văn bản, các biểu mẫu ở trong cơ quan. Cái câu chuyện năng lực thứ ba đó là năng lực về mặt phân tích. Tức là khi họ vào làm thì họ phải biết phân tích được những cái phương pháp làm để đạt được cái mục tiêu công việc và có cái tư duy rất là rõ nét. Thì cái năng lực cốt lõi thứ ba là năng lực tư duy và phân tích một vấn đề để làm việc. Và năng lực thứ năm, mà thứ tư đó là năng lực về khả năng giao tiếp. Tức là họ phải biết nỗi khổ của ông sếp, nỗi khổ của những người đồng nghiệp, để từ đó họ biết chia sẻ và tạo ra một cái văn hóa doanh nghiệp. Thì hiện nay sinh viên không được rèn luyện những cái năng lực cốt lõi này, mà họ chỉ quá tập trung vào những cái thứ mà trang điểm cho cuộc sống, như là bằng cấp, những thứ to tát trong cuộc đời, và quên đi mất là doanh nghiệp họ đang cần những thứ rất nhỏ để các bạn làm được hàng ngày những công việc cụ thể. Và đó chính là lý do mà tôi cho rằng là sinh viên thất nghiệp. Và tôi hướng tới là các bạn học sinh trung học phổ thông nên phải trang bị những năng lực cốt lõi như thế. Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng, được biết ông đang giữ ở vai trò là một chủ tịch của tập đoàn Siêu Việt Nam, người đồng sáng lập ra Học viện Siêu Việt Nam và Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam. Vậy thì trong cái chương trình của Trường Doanh nhân Việt Nam, triết lý đào tạo ở đây, bên ông có gì đặc biệt? Vâng, tôi nghĩ thế này, trong một con người thì để mà làm việc tốt
thì họ cần có cái đích đến, tôi gọi là hệ tư tưởng, để làm một cái kim chỉ nam để vươn tới trong tương lai. Cái thứ hai, họ phải có hệ tư duy, tức là vạch ra con đường để đi đến đích. Cái vấn đề thứ ba là họ phải có hệ công cụ, tức là phải làm được những cái công việc, nói được phải làm được. Ví dụ anh muốn đi từ A đến B trong cái giao thông chẳng hạn, anh phải có xe máy, phải có xăng xe, đúng không? Phải có giấy phép lái xe. Tất cả những thứ đó nó gọi là hệ công cụ. Thì bạn phải có một cái hệ công cụ. Cái thứ tư là bạn phải vận hành một cách nỗ lực những cái công cụ có và thông minh thì bạn mới tiếp tục đi được. Và cái thứ năm là bạn phải thường xuyên xem xét lại kết quả của bạn đi thế nào, tôi gọi là hệ báo cáo. Và cái hệ cuối cùng gọi là hệ sửa chữa nếu mình không đạt được. Thế thì trong 6 hệ đó thì cái triết lý vận hành của Học viện Siêu Việt Nam là tôi đánh giá, Học viện Siêu Việt Nam thì bọn tôi chuyên đào tạo doanh nhân, nhưng mà trường Siêu Việt Nam thì chúng tôi đào tạo ra chương trình Siêu Tourist, là cái chương trình mà quản trị kinh doanh lữ hành và du lịch lữ hành. Và chương trình thứ hai là quản trị kinh doanh mà gọi là Business One. Thì ở đây chúng tôi rất là chú trọng vào cái hệ tư duy, hệ công cụ và hệ vận hành. Chính vì vậy là năng lực cốt lõi của bọn tôi đó là đào tạo dựa trên cái giá trị thực tiễn. Tôi lấy ví dụ như để làm du lịch được thì tôi cho các em trong một năm phải đi du lịch 120 địa điểm. Vì bản chất khi nói về địa điểm du lịch thì chỉ có những người trải nghiệm với đủ kết luận rằng khu vực ấy có bao nhiêu cảm xúc. Vậy tại sao không cho họ đi? Khi họ đi 120 địa điểm như vậy thì bước thứ hai họ mới trở thành một hướng dẫn viên du lịch thông qua việc đào tạo của các hướng dẫn viên du lịch ở các khu đó. Như vậy chị thấy triết lý hoàn toàn rất là thực tiễn. Câu chuyện thứ ba là sau khi biết được tất cả các địa điểm thì bắt đầu họ biết kết nối các địa điểm lại với nhau một cách phù hợp. Phù hợp về mặt địa lý, phù hợp về mặt danh lam thắng cảnh, sau lại phù hợp với độ tuổi của khách hàng đi. Có nghĩa là họ biết thiết kế tour và bắt đầu bán những cái tour đó. Và tôi hướng tới họ biết bán tour ra nước ngoài, vì tôi cần thích đem những đồng đô la của nước ngoài tiêu ở Việt Nam. Và có như thế thì đất nước Việt Nam mới giàu có được. Và cuối cùng họ được học một cái chương trình về khởi nghiệp. Có nghĩa là họ thành lập một công ty du lịch lữ hành. Bởi vì công ty này nếu thành lập ra thì gần như là không mất đáng bao nhiêu tiền cả. Mà chủ yếu các bạn ấy cần chất xám để tập hợp lại với nhau để mở những công ty như vậy. Và chúng ta phải tập biết cách mang những đồng đô la của nước ngoài về tiêu ở Việt Nam thì đất nước Việt Nam mình mới gia tăng về mặt giá trị. Thì đấy là chương trình du lịch. Và chương trình thứ hai là chương trình Business One mà đã có rất nhiều năm mà chúng tôi làm thành công. Đó là việc mà chúng tôi đào tạo, rèn luyện cái thói quen của các bạn ấy theo mô hình quân đội. Đào tạo kinh doanh một cách thực chiến, từ công nghệ thông tin hỗ trợ cho đến việc làm chuyên viên kinh doanh, làm trưởng phòng kinh doanh và làm giám đốc điều hành. Thì như vậy họ có tư duy tố chất đầy đủ, hiểu biết toàn diện về một doanh nghiệp. Câu chuyện thứ ba là họ được học các kỹ năng hội nhập như là khiêu vũ, guitar, rồi là biết ăn đồ Nhật, đồ Hàn, rồi là tham gia những cái buổi picnic để hòa nhập. Thì đấy là gọi là hội nhập. Và cuối cùng là họ học được cái chương trình cao đẳng chính quy của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Đây là một chương trình chúng tôi liên kết để cấp cái bằng cao đẳng chính quy về ngành quản trị kinh doanh. Thế thì như vậy là trong quá trình sau 3 năm các em học thì năm đầu tiên học xong chương trình Business One và bắt đầu các em đi làm có mức thu nhập đảm bảo cam kết từ 5 đến 10 triệu đồng. Và sau đó thì từ năm 2, năm 3 thì các em tiếp tục theo học chương trình cao đẳng. Thì như vậy đi làm việc từ năm thứ 2 và bắt đầu có tiền. Thì như vậy đấy là một chương trình hết sức thực tiễn. Vì tôi cho rằng các bạn trẻ cần có 3 thứ phải có tư duy. Một, đó là tư duy sử dụng trí tuệ của mình vào việc gì. Hai là tư duy sử dụng thời gian của mình như thế nào cho hiệu quả. Và thứ ba là tư duy khi có tiền rồi tư duy tiêu cái đồng tiền ấy thế nào cho nó xứng đáng với công sức của bố cha mẹ mình bỏ ra. Thế thì ở đây là một cái việc đầu tiên, đó là họ biết tư duy về mặt thời gian. Nếu bình thường họ đi học mất 4 năm, thế tại sao chúng ta lại phải kéo dài 4 năm khi chỉ cần 1 năm thôi là họ bắt đầu làm được những cái công việc để kiếm được tiền. Và năm 2, năm 3 họ tiếp tục gì nâng cấp lên. Và đó chính là cái triết lý chúng tôi hướng tới, là sinh viên tiết kiệm được thời gian và hướng vào chương trình thực tiễn bằng những cái trải nghiệm thực tiễn, bằng cách làm việc thực tiễn và bằng cách kiếm những đồng tiền thật. Tiền thật chứ không phải đồng tiền thực tập. Và như vậy thì họ sẽ trưởng thành rất nhanh. Với một bạn trẻ thì chỉ tầm 20 tuổi thôi là họ hoàn toàn có thể trở thành một người trưởng thành như những cái người đi làm hàng chục năm. Thì đó là cái lý do tôi kéo ngắn thời gian lại, làm tăng trí tuệ của họ lên và giúp cho họ có trí tuệ để sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Rồi tôi dạy cách sử dụng đồng tiền làm sao đấy mà sau đó có tiền rồi thì họ biết tích cóp để nâng tầm giá trị con người mình lên, để mở ra những doanh nghiệp lớn hơn. Và đặc biệt hướng tới là làm sao lấy được những đồng đô la của đất nước ngoài để làm giàu cho đất nước Việt Nam. Thì đó là một cái thứ tầm nhìn mà chúng tôi mong tới.
Vâng, xin được cảm ơn ông, chúc ông mạnh khỏe và thành công. Vâng, xin cảm ơn chương trình. We'll be right back.